Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến đến các bạn dự án OnStop. OnStop sẽ làm tương lai của thị trường toàn cầu sẽ sắp thay đổi. Thì bạn có thể đọc bản báo cáo chính thức về dự án OnStop tại đây. Đây là white paper của dự án. Vậy thì OnStop nghĩa là gì? Mình sẽ giới thiệu đến các bạn chi tiết về dự án OnStop. Đây sẽ là video giới thiệu về dự án OnStop ở trên YouTube với thời lượng phát sóng là 1 phút 30. Vậy thì OnStop là gì? OnStop sẽ giới thiệu đến các bạn về phần thông tin về dự án. Bạn có thể kết nối thế giới tài chính truyền thông với các thị trường mật mã. Bạn có thể tìm hiểu hoặc là kết nối với dự án OnStop qua Facebook, Twitter, Instagram, Reddit này, LinkedIn này, Pinterest này hoặc qua Telegram. Hiện nay thì dự án OnStop thì đang ở trong giai đoạn đó là thứ hai, giai đoạn ưu tiên, và dự án này thì đang được dự án này thì sẽ các bạn sẽ được bonus 25% trong cho đến ngày 25 tháng 5. Hiện nay thì do giá Ether đang tăng mạnh cho nên là chúng tôi sẽ kéo dài thêm thời gian thưởng. Động thái này thì sẽ cho phép nhiều người tham gia vào dự án quan trọng này. Vậy tức là bạn sẽ có khoảng 3 ngày nữa để có thể nhận được chương trình thưởng lên tới 25%. Và giai đoạn thứ hai về phần ISO này sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 cho đến ngày 15 tháng 6. Sẽ có 625 ASTOC sẽ bằng 1 Ether. Bạn sẽ được bonus 25% tiền thưởng cho đến ngày 25 tháng 5. Sẽ bổ sung thưởng thêm 10% nếu như các bạn mua từ 20 Ether trở lên. Bạn có thể mua ASTOC token ở ngay đây. Hiện nay thì ASTOC thì cũng có cái phần mã thông báo AST sẽ được cấp cho bạn, vì khoản đóng góp của bạn sẽ thưởng cho bạn trong tương lai với lợi tức đầu tư của bạn từ lợi nhuận trong tương lai hoạt động kinh doanh của dự án. Hết tép của dự án này sẽ là 25 triệu và xuất kép của dự án này sẽ là 2,5 triệu AST. Vậy thì làm thế nào để OnStop có thể hoạt động? Thì đây sẽ là một cách mới để có thể thương mại trong thị trường toàn cầu. Về việc mua thẻ sẽ được trả lại cho đại diện của tài sản thực. Một mã thông báo sẽ được phát hành cho một tài sản thực chính thức mà bạn mua, và nó sẽ được giữ trong tài khoản ủy thác đáng tin cậy, minh bạch và được quy định. Giá trị của mã thông báo sẽ luôn tương quan với giá trị của tài sản thực và có thể được hóa lỏng vào bất kỳ thời điểm nào. Về giao dịch của token của bạn sẽ có ở mọi nơi. Tất cả các mã thông báo sẽ được phát hành đều tuân thủ theo ERC20, có nghĩa là bạn có thể giao dịch ở mọi nơi và mọi lúc trong tất cả các trao đổi mã hóa. Điều này sẽ giảm đáng kể về chi phí và hoa hồng của các ngân hàng và môi giới. Về liquid mã của bạn, tại bất kỳ thời điểm nào, bạn cũng có thể hóa đơn mã thông báo trên nền tảng trao đổi OnStop và nhận giá trị tài sản thực của họ vào tài khoản của bạn. Dưới đây sẽ là đội ngũ của OnStop Core. OnStop sẽ được dẫn dắt bởi một nhóm các chuyên gia có nguồn gốc về tài chính, kinh doanh, blockchain, ngân hàng đầu tư, AI, dữ liệu lớn và fintech. Là ông chủ tịch hội đồng quản trị, đó là ông Sal Eharon. Ông Sal Eharon thì đã có kinh nghiệm rất là lâu năm trong vấn đề về tài chính. CEO kiêm đồng sáng lập đó là ông Alan Eharon. Ông Oren Natap sẽ là ông phụ trách về CTO, cũng là đồng sáng lập. Ông Kobe Eharon sẽ phụ trách về CFO và ông cũng là đồng sáng lập. Dưới đây là những thành viên khác của dự án OnStop.
OnStop thì được cố vấn bởi một đội ngũ chuyên gia cố vấn rất là nhiều kinh nghiệm, và họ đã có hơn một chục các nhà phát triển, nhà thiết kế, các chuyên gia UX và nhiều người đang làm việc không mệt mỏi trên nền tảng trao đổi OnStop để mang đến cho bạn các sản phẩm tốt nhất càng sớm càng tốt. Nếu bạn tin vào tầm nhìn của chúng tôi, bạn có thể đăng ký và cân nhắc đầu tư với chúng tôi. Chúng tôi thì đang tìm kiếm những cá nhân đam mê và sáng tạo để có cuộc cách mạng về phía trước. Dưới đây sẽ là bản đồ roadmap của OnStop Network. Quý 4 năm 2016 đã có quan niệm về ý tưởng và tầm nhìn của OnStop, quy hoạch tổng thể của dự án. Từ quý 1 đến quý 2 năm 2017, thì các nền tảng ban đầu nguyên mẫu mạng OnStop đã bắt đầu. Đến quý 3 năm 2017, phát triển mẫu thử nghiệm OnStop Network và cơ sở hạ tầng nền tảng cốt lõi. Từ quý 1 đến quý 2 năm 2018, huy động vốn từ cộng đồng qua tạo mã thông báo, cung cấp tiền xu ban đầu là ICO. Quý 3 năm 2018 sẽ phát triển cơ sở hạ tầng trên nền tảng cốt lõi bao gồm API. Quý 4 năm 2018 sẽ tích hợp các sàn giao dịch chứng khoán lớn và môi giới, ra mắt nền tảng trao đổi sản xuất. Quý 1 năm 2019 sẽ bắt đầu chiến dịch tiếp thị trên toàn thế giới. Quý 2 năm 2019 sẽ tiếp tục tích hợp toàn cầu hơn nữa, nâng cấp và cải tiến sản phẩm. Hiện nay bạn có thể đọc thêm về thông tin về dự án OnStop trên MarketWatch, Business Insight, Yahoo Finance, ABC, CBS, Fox News, NBC, Nasdaq. Hiện nay thì dự án OnStop thì đang liệt kê trên list ICO. Check ICO đạt 5.0 điểm, ICO Band, ICO Whitelist, Foundico, CoinGecko, ICO Token New. Thì trên tất cả những thông tin về đánh giá về dự án ICO OnStop thì đều được đánh giá với mức thang điểm cao. Để liên hệ với dự án OnStop, nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi nào, khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bạn có liên hệ với dự án OnStop qua email gửi theo địa chỉ support@onstop.net, hoặc có thể điền thông tin tên này, email này và tin nhắn của bạn gửi đến đội ngũ của OnStop. Thì trên đây là những phần thông tin liên quan đến dự án. Thì dự án này thì chỉ còn 3 ngày nữa để bạn có thể nhận được những phần bonus 25%. Các bạn hãy nhanh chóng kết thúc và nó chỉ còn đến ngày 25 tháng 5 này thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.